Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái combo số 12 chế xe 3 bánh máy xăng. Sản phẩm sẽ là bao gồm cầu trục liền các bác nhé. Cầu trục liền và bộ này là bộ phanh dầu các bác. Bộ này là bộ sử dụng cầu phanh dầu, cầu liền. Tải trọng của bộ này thì ước tải là khoảng 1 tấn đổ lại các bác nhé. Nhíp thì cầu thì bên em sẽ có các loại từ 90, 80 cho đến 1m2. M2 thì tùy theo lắp bánh nha. Lắp bánh thì có loại bánh lắp nó sẽ lên 1m3, có loại bánh nó lắp lên là 1m25. Thì cái này em sẽ nói thêm vào trong cái cuối video. Đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm số lùi, số phụ, trục các đăng, cầu sau, phụ kiện phanh dầu, tổng phanh và chân phanh dầu nhé, có cả phanh tay luôn. Đây phanh tay đây. Bánh xe thì trang bị cho các bác là bánh Kasumila. Đây. Bánh xe đây. Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết từng mộ một về phụ tùng. Bánh thì sẽ bao gồm bánh Kasumila này, hàng xịn các bác nhé. Tải trọng của loại này là 615 kg trên một bánh. Đấy. Thì hai bánh nó sẽ là khoảng 1 tấn hơn nhé. Cái vành này thì là vành lồi cao cho nên là khi lắp cầu lên ấy, thì nó 1m2 nó chỉ ra được khoảng 1m25 thôi. Đấy. Lốp 12 bố Kasumila các bác nhé. Hàng này là hàng xe tải rồi. Rất là bền và khỏe. Khả năng là chịu vượt tải cũng rất là cao. Đây là đôi đèn hậu này. Đây là một cặp bánh này. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu cho đến các bác một cái cặp hàng nhíp nhập nhé. Nhíp nhập này là dài 90, dày 7 ly và bản này là bản 6 nhé. Trên thị trường đa số bán là bản 5cm thôi. Riêng cái hàng này là hàng dài 90, 7 lá. Và bản là bản 6cm nhé, bản rộng 6cm các bác nhé. Đấy, rất là êm và cứng. Phụ kiện nhíp này, quang này, mặt bích này, mặt bích chấn cong hai đầu này, rất là khỏe. Đây nhé, đây là đu nhíp này. Đây là gối trước này. Đây, phụ kiện nhíp rất là đầy đủ. Đây là bộ số lùi này. Số lùi này thì là dành cho máy 110 nhé. Các bác có dùng máy 125 thì đổi sang số lùi 125. Đây là bộ khớp các đăng bằng thép này. Rất là bền này. Và đây là bộ số phụ. Số phụ này là số phụ hai lọ xo. Loại này là loại trọng lượng nó nặng hơn cái loại số phụ thường. Và cái này nó không phải căn chỉnh nhiều vì là lọ xo nó sẽ tự giữ vị trí. Sẽ không phải chỉnh cái cứ vị trí giống như cái loại thường. Loại kia thì nó rẻ hơn khoảng 70.000. Đây cần số nó cũng khác này. Dây sang số nó như dây số ô tô luôn này. Đây dây sang số này. Và đây là, đấy là số phụ. Đây là bộ cầu. Cầu này là cầu phanh dầu các bác nhé. Gối cầu này. Đấy. Cái hàng nhà em ấy thì nó là hàng loại 1 đấy. Cho nên các bác để ý này. Từ cái mặt ngoài của cái tambour người ta đều gia công hết các bác nhé. Những cái hàng mà các bác thường thường là mình mua hàng Trung Quốc thì nó có hàng trung ương và hàng địa phương. Nói thẳng ra là hàng nhà máy lớn và hàng nhà máy nhỏ. Thì để những cái nhà máy nhỏ để cạnh tranh được ấy thì người ta sẽ giảm những cái bước gia công đi. Đấy. Thì người ta giảm những cái bước gia công đi thì cái tambour này người ta đúc thô, người ta không có tâm tiện lại cái này đâu. Đây, người ta chỉ tiện mỗi cái mặt bích chuẩn này thôi. Đấy, những cái phần nào mà không dùng đến người ta sẽ không gia công cho nó đỡ bớt tiền đi. Nhưng mà nó sẽ không chuẩn được bằng những cái hàng người ta gia công như này thì nó sẽ cái phần nào bị lỗi ấy, nó sẽ hiện ra đây ngay. Ví dụ như những tambour này bị rỗ khi tiện nó sẽ lộ ra ngay. Những cái hàng đúc thô nguyên ấy thì nó sẽ khác. Đấy, thì các bác xem video nhiều khi các bác chỉ lướt qua, nhưng mà những cái phân tích trong cái phụ tùng của em thì lúc nào em cũng sẽ
chỉ cho các bác biết là những cái hàng nào là hàng tốt, hàng nào là hàng thường. Đấy, đây là cái này là phần phanh tay này, dây kéo phanh tay này, đấy, và phụ kiện thì chân phanh dầu, tổng phanh các kiểu đấy. Tổng phanh thì đây em chưa nhặt nhưng đều có hết các bác nhé. Đấy, dây dầu cứng, dây dầu mềm, phanh tay này. Đấy thì chọn một bộ nó là như vậy. Các bác mua hàng thì liên hệ với bên em 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.